Thưa quý vị, thông tin từ Ủy ban dân huyện Đức Trọng tại tỉnh Lâm Đồng cho biết, vào lúc 9 giờ 30 phút sáng 26 tháng 8 năm 2023, một xe bồn trộn bê tông của công ty trách nhiệm hữu hạn Triệu Khánh tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng lưu thông từ hướng xã Đà Loan đi xã Tà Năng. Khi đi qua cầu sắt Tà Năng 2 tại xã Tà Năng thì xảy ra sự cố sập cầu. Vào thời điểm này, khi xe bồn chạy ra giữa cầu thì cầu này bất ngờ gãy đôi, khiến trục bánh sau của xe bồn sập xuống, sau đó cả chiếc xe lật ngửa xuống suối tà năng. Khi phát hiện cầu gãy, tài xế đã kịp thời nhảy ra khỏi xe nên không bị thương, riêng cây cầu sắt bị hư hỏng hoàn toàn. Theo lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng, cầu sắt tà năng 2 chỉ cho phép các phương tiện có trọng tải tối đa 10 tấn lưu thông. Trước đó, ngày 19 tháng 6, khi một xe tải chạy qua đã làm cây cầu này bị gãy. Đến ngày 22 tháng 6, chủ xe gây ra sự cố được Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng cho phép khắc phục cầu dưới sự giám sát của Ban Quản lý Bảo trì Đường bộ của sở này. Sau khi hoàn thành, các đơn vị đã kiểm tra và chấp thuận kết quả thi công với khả năng chịu tải của cầu sắt tạ năng 2 là 10 tấn. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan cùng các tin tức mới nhất tại địa chỉ thanh niên vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi.